Sư Minh Tuệ xuất hiện lại một cái là cô này cô chữ gọi là cái như là từ mùa thu tới mùa hạ luôn, không để cho Sư Minh Tuệ được yên luôn. Đó, quý vị nghe tiếp theo nè. Clip 12 tháng 7 hôm nay nè, ông Minh Tuệ lại xuất hiện đi diễu hành trên đường phố khất thực đó. Nhưng mà tôi nghĩ là cái ông này đích thị là yêu quái rồi, tại vì á cái người người ta thật sự chân tu á, người ta chỉ muốn tu cho bản thân người ta thôi á, thì cái việc khất thực nó rất là đơn giản. Ví dụ như người ta ở trên núi hoặc là ở trong cái chỗ nào hẻo lánh nhưng mà vẫn có nhà dân, thì mình muốn khất thực á thì mình đi từ trên núi đó mình đi xuống chân núi là cũng đã có cái chỗ để cho mình khất thực rồi. Có nghĩa là ở nào có ở đâu có người dân ở là mình đều có thể đến đó khất thực. Tại vì một ngày chỉ cần có một bữa cơm thôi, đâu có quá là rườm rà đâu. Chẳng lẽ một ngày đi một bữa cơm, đi từ trên núi xuống không xin được một bữa cơm ăn để mà tu hay sao? Mà phải diễu hành ở trên đường phố như vậy. Ai là người diễu hành? Có hiểu cái câu từ mà gieo duyên không? Để. Có hiểu không? Người ta tu đâu phải là thật sự là chỉ ngồi một chỗ rồi xuống tái sinh cơm rồi chứ đó ăn rồi lên là tu hả? Nên nhớ là người ta đang tu theo cái hạnh đầu đà. Đi khất thực cũng là một trong những hình thức để gieo duyên với là những bà con. Mà bây giờ cô này cho rằng đó, chỉ cần ông Sư Minh Tuệ ông tìm một cái nơi nào đó, đó rồi ông cái như là cái đúng bữa ăn bắt đầu là xuống ông xin cơm gì ông ăn rồi ông tu, đó gọi là tu đó. Ủa cái này đáng lý ra đó là mình đi nói cho những cái vị mà mình đang thần tượng đó, đó phải dạy cho người ta lại cách tu. Tu là thật sự phải tu khẩu trước đó, rồi mới tu tâm tu ý. Cái khẩu mà chưa tu thì xin thưa quý vị, tâm ý không thể tu được. Một số người mà mình thần tượng bây giờ người ta lên đó, lên cộng đồng mạng người ta cũng từ lưa hạt mê ra. Rồi còn ông Sư Minh Tuệ thì bản thân ông cũng đã hiểu rằng cái con đường chọn của ông đó là nó cũng gian nan vất vả. Ông có bắt mình vô chịu thế hay không? Đó cũng là một lần gọi là đi học Phật. Nên nhớ rằng ông Sư Minh Tuệ là đi học Phật, chứ ông cũng chưa xưng là thầy, chưa xưng là sư với bất kỳ ai. Và ông cũng chưa cho ai là con của ông, mà ông gọi là ông là con của tất cả mọi người. Ông xưng tất cả mọi người, từ người già đến trẻ thơ, ông vẫn xưng ông là con. Rồi hỏi rằng đó, mình so sánh là mình so sánh lại ở cái vấn đề đó là ai là yêu quái nha. À, hỏi nè, hỏi là ai yêu quái nè. Ông Sư Minh Tuệ mỗi khi á, mà ông niệm Phật đó là ông thể hiện một cái gọi là cái sự mà oai nghi của một người. Ông chắp tay cũng thể hiện một cái sự thành kính, đúng không? Còn có những người đó cho mình là thầy đó, rồi cái như là vô mà niệm Phật là cứ như lao làng xóm, như mà cháy nhà cháy cửa. Oai nghi chưa? Thế trong đó là ai là yêu quái? Đấy. Chỉ có những cái thật sự quý vị, chỉ có là những cái ma dương đó, rồi nó mượn cái gọi là cái màu áo của Phật, mượn sắc áo của Phật đó, rồi vô để phá đạo. Thật sự quý vị, cái câu mà niệm cái như là niệm Phật thì mình cũng phải thể hiện một cái sự mà tôn nghiêm. Đó là một trong những cái để mình cái thể hiện một cái sự kính trọng. Ai đâu mà niệm Phật mà quý vị thấy không? Niệm Phật mà như mà la làng xóm đó, cái clip vừa rồi tôi đăng tải. Niệm Phật mà như la làng xóm, như mà thật sự mấy con lợn mà chuẩn bị đem ra cái tiết, la quá trời quá đất. Có oai nghi không? Của một ông sư mà sao không oai nghi ta? Một ông sư đó thì phải tập đó, là đi đứng nằm ngoài thì nó mới oai nghi được. Ông sư gì mà thật sự nậu đến đến cái mức mà anh gọi là anh niệm cái câu gọi là Nam Mô A Di Đà Phật để anh cúng một cái lễ gì đó, mà anh gọi là anh lên đó có những cái hình ảnh nó cực kỳ là xấu, nó mất đi cái gọi là cái dáng vẻ oai nghi của một ông sư. Đó,
như vậy tôi hỏi rằng bây giờ đó là những vị đó là gì? Là Phật hả? Đó là yêu quái. Còn ông Sư Minh Tuệ đó, bây giờ cái hạnh tu của ông là một trong những cái hạnh độc cư, 13 hạnh đầu đà. Bây giờ đó ông đi xin ăn một ngày một bữa thì đâu phải là, chẳng lẽ bây giờ ông ở trong một cái khu đó rồi ngày nào ông cũng xuống nhà đấy ông xin, đúng không? Chẳng lẽ bây giờ ông phải vô núi ông ở rồi ngày nào đó xuống nhà đấy ông xin, cũng phải gieo duyên cho mọi người. Chứ ngày nào nó thật sự quý vị, ngày nào cũng tới nhà người ta để mà xin ăn thì nó cũng ngại. Vì cái cuộc sống là người ta cũng có, nó thật sự quý vị, mỗi mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Có thể vì họ kính trọng một ông sư thì họ nhín cái phần ăn của họ để mà họ cúng dường cho ông sư. Nhưng mà nhiều ngày như vậy thì vô tình ông sư ông đang làm cái như là ảnh hưởng đến là cái cuộc sống của người ta. Một hai lần thì không sao, nhưng mà nhiều lần như vậy thì cái như là vô tình ông sư đang đặt lên đôi vai của họ là một cái gánh nặng cơm áo gạo tiền. Cho nên cái câu chuyện mà Sư Minh Tuệ ông đi khắp khắp như vậy đó để làm mọi người ai cũng được một lần để được gieo duyên, cái điều đó tôi nghĩ nên là quý vị. Thế còn bây giờ cái theo lời cô này, cái ở một chỗ trên núi đó, rồi đúng bữa anh nào xuống là xin bữa anh, cô bảo là một ngày anh được bao nhiêu. Cái vấn đề ở đây là không quan trọng là cái anh, hiểu không? Cái này đó, chỗ ông Sư Minh Tuệ thì ông không quan trọng cái anh, mà ông quan trọng rằng ông được đi đã được gieo duyên với tất cả mọi người. Cái đó mới quan trọng. Thế còn bữa anh thì xin thưa quý vị, có cần quan trọng đâu, đúng không? Có nhiều lúc ông đi, ông cũng đã từng kể đó, có nhiều lúc người ta kể như là ông đi vô quan búng, ông khắc thực đó, mà quan búng là quan búng mạnh, nhưng mà chỉ cần là cho ông một viên búng rồi ra ông cũng là cái như là cũng xong một bữa. Có nhiều lúc mà ông đi vào trong những cái vùng sâu vùng xa, một số bà con mà họ không có điều kiện thì người ta cho ông một củ khoai hay là cho một cái cọng rau luộc, ông vẫn là ăn để mà thật sự ông đâu có quan trọng vậy. Nhưng mà có một số vị cho rằng mình là một ông thầy đó, rồi lên nói một câu đã cúng cho chùa là cúng đồ ngon. Có đó, có nghĩa là ông Sư Minh Tuệ so sánh với là những con người kia đó, là những người kia đang quan trọng cái miếng ăn, cái miếng ăn của họ họ còn rất quan trọng. Còn ông Sư Minh Tuệ thì tất cả những cái vấn đề đó không quan trọng, mà quan trọng là được gieo duyên, quan trọng là để cho bà con họ biết thế nào là Phật pháp. Cái đó mới là một trong những cái đích đến của ông Sư Minh Tuệ. Mặc dù ông đang đi học Phật, nhưng mà bên cạnh đó ông vẫn còn đi gieo duyên với tất cả mọi người để người ta hiểu thế nào là đạo. Còn bây giờ thật sự cứ mà đề cao cái miếng ăn thì thật sự cần thiết gì? Là bây giờ chỉ cần ông Sư Minh Tuệ ông đứng lên ông xin một cái đi, là tôi nói là cũng cả ngàn người người ta cũng là đóng góp cho ông xây một cái ngôi chùa nó hoành tráng. Chỉ cần bây giờ tôi nói thật, cái này tôi nói không ngoa, chỉ cần ông Sư Tuệ bây giờ ông đứng lên bây giờ đó ông xin bà con Phật tử cho ông một cái ngôi chùa để ông tu tập, tôi nghĩ rằng là có đó, chứ không phải không có. Nhưng mà như vậy, nhưng mà ông Sư Tuệ như vậy thì không còn là ông Sư Minh Tuệ. Có những cái nó mâu thuẫn như vậy. Mặc dù bây giờ ông đứng lên ông xin một cái là có, nhưng mà ông Sư Minh Tuệ đã là như vậy, đã đứng lên xin một ngôi chùa như vậy thì không còn là ông Sư Minh Tuệ. Hạnh ông là cái hạnh đầu đa. Từ trước giờ xin thưa quý vị, bao nhiêu người đã, người ta cũng đã có những cái gọi là cái nhã ý để mà cúng đất để xây chùa, nhưng ông đã lên ông từ chối rồi. Có một số clip mà ngày xưa còn ở những cái tỉnh miền Trung đó, quý vị thấy ông cũng đã từ chối. Mà bây giờ cô này bảo rằng tại sao không ngồi một chỗ để mà đúng bữa ăn xuống để mà xin khất thực, để mà ăn mà lên tu tập, tại sao đi diễu hành? Ở đây là ông Sư Tuệ ông đi độc cư một mình. Còn cái câu chuyện
mà người đời theo đó là cái quyền của người ta. Ông sư tuệ không có quyền gì cả, có cản cũng không được. Những ngày vừa qua chúng ta đã thấy rồi, ông sư tuệ có trốn cũng không được, mà bây giờ ông phải đối diện với là một số bà con vì cái sự mà yêu mến, bên cạnh có một số bà con vì cái sự hiếu kỳ đó, mà cũng phải nên có một cái giải pháp để cho người ta thỏa mãn, để cho người ta được gặp một lần. Thì những ngày vừa qua quý vị thấy sư Minh Tuệ cùng với là người em người anh cũng đã tiếp tục bộ hành lại đó. Và chúng ta thấy một cái điều mà cũng là cảm thấy là rất phấn khởi, đó là bà con hiện bây giờ là cái là có những cái trật tự hơn, đứng sách hàng à, không có xô lắm. Nhưng bên cạnh vẫn còn có một số người à, vẫn còn là thấy ông sư Minh Tuệ bắt đầu là lao vô. Những người đó thì thật sự quý vị à, không biết họ là ai, nhưng mà cái hành vi của họ lao vậy thì tôi cũng cảm thấy là nó kém duyên và nó không được đẹp. Một ông sư bây giờ thật sự quý vị à, riêng chỗ ông sư Minh Tuệ như vậy, rồi mình nếu mà mình đi chơi trách ổng thì mình cũng phải đưa ra những cái vế so sánh. Một ông như ông sư Minh Tuệ mà cái ngày nào cũng hết kể này lên bắt đầu nó chọn, hết kể khác lên nó chọn, mà tôi chẳng biết là nó chọn vì vấn đề. Bây giờ cái cô này lên nói bảo rằng ông sư Minh Tuệ là diễu hành. Thế là ông này là yêu quái rồi, ông này có ý đồ rồi, có ý đồ diễu hành để mà phá đạo Phật đây, hại mạng chúng sanh đây. Rồi á, chúng sanh thấy ổng đi lang thang á, cũng bắt chước ôm cái nồi cơm điện đi lang thang giống như ổng, không học giáo lý là lần lượt chúng sanh sẽ rơi tõm xuống địa ngục. Tại vì cứ đi lang thang không học giáo lý thì làm sao mà giải thoát được, chắc chắn là sẽ rơi vào địa ngục. Ông này là đích thị là yêu quái, mà yêu quái thuộc dạng là yêu quái chúa, yêu quái cao tay ấn này. Cô này là thật sự quý vị, cô muốn lên đỉnh à, chứ tôi nghĩ cô này không muốn lên thiên đàng đâu đó. Thì cái câu chuyện bây giờ đó, ông sư Minh Tuệ ổng đi tu như vậy đó, rồi ổng muốn gì đó là ổng đi tới đâu là ổng cũng thật sự đến lúc đó rồi tính đó, lên thiên đàng hay là về địa ngục, cái chuyện đó chuyện của ổng. Thì ông bà xưa đã nói một câu đó là ai ăn nấy no, ai tu nó đắc. Thì bây giờ đó à, mình cảm thấy rằng cái vấn đề chỗ ông sư Minh Tuệ như vậy, đó là cái hạnh tu của ông chọn. Còn mình có cái quyền gì? Đâu phải là lần đầu tiên ông sư Minh Tuệ bắt đầu là ông đi như vậy đâu. Lần thứ tư rồi. Mà đây là một trong những cái mà ông nổi tiếng vì cái sự là cái như là bất đắc dĩ. Chứ bản thân ông thì thật sự quý vị, ông đâu có muốn cái sự nổi tiếng này. Cái nổi tiếng này là một trong những cái nó phiền phức cực kỳ. Bà con thì thật sự hiếu kỳ rồi tụ tập đủ tất cả các kiểu đó. Rồi một số người đó rồi cũng thấy ông sư Minh Tuệ nổi tiếng quá, thấy ông sư Minh Tuệ được nhiều người kính trọng quá, bắt đầu là tu theo kiểu phong trào. Đấy cũng là một trong những cái là gây cho ông một cái sự phiền phức. Có một số người đó, rồi mượn cái áo của ông sư Minh Tuệ, mượn cái nồi cơm điện, chung là cái hình tướng sư Minh Tuệ thì người ta mượn để người ta ra để người ta xin tiền. Cái này thì tôi nói có sách mắt có chứng, vì tôi đã có những cái clip à, tôi đã đưa lên cái hình ảnh đó. Nhưng cái vấn đề ở đây có nghĩa rằng bây giờ mình nói về ông sư Minh Tuệ thì mình chỉ tập trung vào ông sư Minh Tuệ. Ông sư Minh Tuệ sai cái gì tại thời điểm này yeah. Rồi mình mới đưa ra dẫn chứng. Rồi lúc đó mà cái gọi là cái chúng thanh niên rồi đó, rồi nó nghe à, rồi thật sự nó còn lên, nó chọt, nó mắc được chút. Thế còn bây giờ lên bảo rằng ông sư Minh Tuệ thế này, ông sư Minh Tuệ thế kia, mà không có đưa ra bất kỳ một cái chứng cứ nào để mà cái như là phán biện lại cái hành tu của ông sư Minh Tuệ. Mà tôi thấy rằng là cái người nào lên cũng vậy, người nào lên cũng bảo rằng ông sư Minh Tuệ sai, ông sư Minh Tuệ là thế này thế kia. Mà tôi hỏi bây giờ thôi ta đưa bằng chứng ra đây. Khi mà mình bảo rằng ông sư Minh Tuệ không có hiểu về cái gọi là giáo lý giáo đồ đó, mình đã có bao giờ mình tới tận nơi mình cái như là solo với ông chưa? Nó câu solo cho đó, nó gọi là nó bình dân đi quý vị. Có nghĩa là từ trước giờ mình đã tới bao giờ đó, mình tới để mình chất vấn trực tiếp ông hay chưa? Đó mà mình biết ông là không học đạo, không học giáo lý,
Rồi bản thân mình nó theo một ông thầy giáo lý dữ chưa? Đó. Hay là mình là một trong những là người gọi là cái là người nhà của là ông này ông kia? Tôi nó cũng cây cú đó quý vị. Do ông Sư Minh Tuệ ông xuất hiện đó. Cái này cũng là do ông Sư Minh Tuệ hết trơn. Đó, đang yên đang lạc. Đó, tự nhiên xuất hiện làm chi mà bao nhiêu con người bị khóa hộp. Cho nên một số người thật sự thần tượng quá, rồi bây giờ là cảm thấy là không còn một cái chi để mà đổ, thì bây giờ chơi kiểu là đổ thừa. Đó, rồi chơi kiểu là cái là lên để mà tung hỏa mù. Chứ không gọi là trả thù đời đâu quý vị. Sau đó ông Sư Minh Tuệ là ông xuất hiện trong cái đợt này, xin thưa quý vị, là nhiều người cũng là lên bờ xuống ruộng, mà kiểu ông không có nói, ông không có giảng pháp, cứ vậy đó, cứ ôm nồi cơm điện đó, rồi đi như vậy đó, mà cũng có lắm người gọi là thật sự quý vị cũng là thất điên bát đảo, cũng là ăn không ngon ngủ không yên. Và đến bây giờ nó đã gọi là cái giai đoạn này, xin thưa quý vị, nó cũng đã lộ hết trơn rồi. Có một số vị cũng đã lộ mặt hết trơn. Nhưng cái vấn đề là khi nào thôi. Khi nào. Còn ông Sư Minh Tuệ thì thật sự ông cũng tránh cái làm hại bất kỳ ai. Cái điều là mình cứ cho rằng ông hại là cái này thật sự mình cây cuốn không. Thấy không? Có nghĩa là từ lúc mà hình tướng ông Sư Minh Tuệ bắt đầu xuất hiện, rồi có bao nhiêu con người gọi là cái như là nó bị ảnh hưởng. Rồi mình cứ cho rằng ông Sư Minh Tuệ bây giờ ông hại mình, ông làm mình cây cứu ổng thôi, đúng không? Cho rằng ông Sư Minh Tuệ ông đang hại thầy mình, ông làm mình tức thôi. Rồi lời mà lên mình chữ cho rằng ổng là yêu quái. Trời ơi, tôi nói thật sự cái xã hội này mà chỉ cần 10 yêu quái như ông Sư Minh Tuệ là cũng quá ok đó. Chỉ cần như vậy thôi. Người ta buông bỏ, người ta không tham sân, không si tất cả mọi cái đánh người ta, mà người ta quay lại và chúc anh hạnh phúc, thì tôi nói thật sự không ai mà làm được, đúng không? Tôi nói bây giờ mà mình ra ngoài đường đấy, đó. Mình ra ngoài đường mà ai đụng tới mình đấy, rồi mình có chúc người ta hạnh phúc nổi hay không? Hay là người ta đụng mình một cái rồi mình muốn đụng cho nó nặng hơn? Người ta đã không chấp, tất cả là người ta đã không chấp, không có còn những cái gọi là sân si giấy mà còn không để cho ông yên để ông tu. Còn lên mà bảo rằng là cái lập thế này thế nọ là tôi thật sự. Tại vì ông ấy làm như vậy á, là thứ nhất á, là làm cho chúng sanh đi lang thang theo. Tự động chúng sanh sẽ lập xuống địa ngục không cần nói năng gì hết. Cứ ôm cái lời cung điện đi lang thang, không học giáo lý là chắc chắn là lũ lượt kéo xuống địa ngục hết. Chúng sanh nào ôm lời cung điện đi theo. Để. Rồi mình vô đó, mình vô chỗ ông Nhuận Đức đó, rồi mình học được giáo lý chưa? Cái giáo lý là cái gì? Ống rộng, ống chặt hả? Bây giờ tôi hỏi này, cô này mà cô vô chỗ ông Nhuận Đức đó, cô bảo rằng là đến chỗ ông Nhuận Đức để được siêu thoát. Rồi ổn đây cô đã siêu thoát chưa? Người nhà cô đó, tôi hỏi thật, người nhà cô đó, rồi có ai đã siêu thoát hay chưa? Cô cứ về thật sự cô gác tay anh trác, cô nghĩ đi. Rồi cô lên một cái clip để cô trả lời cộng đồng. Chắc anh rằng trong cái gọi là người nhà của cô cũng đã có người gọi là ra đi mãi mãi. Thì bây giờ đó cô cứ là tự hiểu đi. Đó là người nhà của cô đã có ai siêu thoát hay chưa? Khi mà gọi là biết ông Nhuận Đức, rồi học từ ông Nhuận Đức. Cái này là một trong những cái nó quá rõ ràng. Bản thân ông Nhuận Đức bây giờ ông gọi là có những cái chớ tài của là cái giáo hội. Mà một trong những cái chớ tài này là nó gọi là nó rất là nặng, nó rất phù hợp, đúng người đúng tội. Thì tôi nói dễ chi mà nó thật sự bây giờ cái tâm ổng đã yên mà bảo rằng bây giờ mà siêu là thoát. Một cái con chim mà thật sự quý vị nó đang bay tung bay giữa trời đó, mà bây giờ là bắt nó vô lầm, bó nó vô lầm như vậy, nó yên không? Để. Nó có quậy trong cái lầm không? Dễ chi mà nó thật sự cái lúc đó là tâm đã bất an rồi, đừng có nói cái câu chuyện mà siêu thoát ở đây.
Và cái thứ hai nữa là cứ chúng sanh nào cũng bắt chước ổng như vậy, ham thích cái sự đi lang thang như vậy, bắt chước làm theo, thì giáo lý của Phật không ai còn học nữa. Và theo thời gian, giáo lý của Phật sẽ bị quên lãng và mai một đi. Thì có phải là đạo Phật sẽ từ 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 tự động diệt vong một cách âm thầm hay không? Quá. À, nói nghe này, cô gái trời đất thánh thần thiên địa, cái này đó, cái này thì mình phải nói mấy cái ông mà ông đang làm mất niềm tin của Phật tử đó, nói mấy ông đó bắt đầu là ông mới là củng cố lại cái là cái niềm tin cho Phật tử bằng cách là ông phải là cái như là có những cái gọi là cái là hiểu được thế nào là chánh pháp. Rồi ông lên ông giảng chánh pháp đi, cái đầu cộng đồng là Phật tử là người ta tin thôi đâu. Một mình ông Sư Minh Tuệ cũng không thể làm được bất kỳ vấn đề, mà cứ làm mọi cái cứ là đổ cho ông Sư Minh Tuệ. Người ta đi theo ông Sư Minh Tuệ cũng chỉ tội ông Sư Minh Tuệ. Rồi những người như là cái chỗ là phong lợn phong đồ đó cũng là vì cái sự hiếu kỳ cũng đu theo ông Sư Minh Tuệ, cũng đổ cho ông Sư Minh Tuệ. Cái này mình cũng phải nên nhìn nhận chứ. Ông Sư Minh Tuệ cũng đã từng khuyên bà con đừng nên theo, ai nói nói về nhà nấy, để mà lo cái công việc gia đình, lo mà buôn bán làm ăn kinh tế. Mà cái những con người kia là bây giờ nó thật sự thấy ông Sư Minh Tuệ nổi tiếng quá thì bây giờ là tu theo cái phong trào ở rồi đu theo đó. Rồi bây giờ đó đã đi đổ tội cho ông Sư Minh Tuệ. Ở đâu mà ra vậy? Ở đâu mà có cái kiểu gì mà hay đó? Ở những con người kia là người ta cũng đã đúng túi rồi mà. Thì cái câu chuyện đi là người ta tự nguyện, người ta đi theo. Còn ông Sư Tuệ là ông đã không cho, ông đã tuyên bố rồi. Rồi bây giờ lên bảo rằng do ông Sư Minh Tuệ, rồi người ta sẽ là sao nhãng đi cái việc là gọi là kinh thế này thế kia. Xin thưa, chánh pháp mãi trường tồn, chánh pháp không bao giờ mất đi. Đừng có nói câu chuyện mà vì ai đó mà để mà cái như là nó sẽ là ảnh hưởng đến là cái chánh pháp này, chánh pháp mãi trường tồn. Mà do những người đó họ đang làm ảnh hưởng đó, rồi bị một số bà con họ cái như là gọi là họ chán nản. Còn chánh pháp nào bảo rằng người ta vô phá chánh pháp, dễ phá chánh pháp của nhà Phật hay sao? Do những con người đó, cái rồi họ cũng tự cho rằng họ là một ông sư, tự cho rằng họ là một ông thầy. Cái rồi họ lên bắt đầu là cái kiểu là thật sự chỉ con nai mà cái họ nói đó con khỉ, chỉ con cá mà họ cho đấy là con chim. Rồi cái câu chuyện ở trần thế này, cái câu chuyện đời thực này không nói, mà lại nói toàn câu chuyện trên trời, nói toàn câu chuyện dưới địa phủ. Ở cái kiếp này, đời này, ngày này không nói, mà lại đi nói là cái như là 20 kiếp sau, đi nói là 500 kiếp sau. Thấy nản không? Nản chứ quý vị. Ngày hôm nay, sáng hôm nay mà chưa chắc gì tôi biết là tôi ăn điểm tâm sáng là tôi ăn cái gì luôn đó quý vị. Bây giờ ngồi nói chuyện quý vị đây mà chưa chắc gì thật sự bây giờ tôi không biết là sáng nay tôi ăn điểm tâm là cái gì. Đấy. Nói thật sự quý vị, mà cái bây giờ mà nói về 20 kiếp sau, 500 kiếp sau, nói còn chuyện trên trời dưới đất, ông nội tôi thật sự tôi thật sự tôi không tin mấy ông này, cho cái đầu óc nó nhẹ nhàng. Tin làm chứ? Tin mấy ông mà bây giờ ông đưa ra toàn là thật sự cái cuộc sống trước mắt không nói, mà đi nói toàn những câu chuyện mà kiếp này kiếp nọ. Cứ đi lợi dụng vào cái vấn đề là nhân với quả đó, rồi biến nó từ cái nhân quả biến thành dị đoan mê tín để mà cái là hăm dọa người đời. Đạo Phật là một đạo từ bi trí tuệ. Ông Phật ông cũng chẳng có một cái gọi là cái quyền năng mà cái như là ông ban phước hay ông gắn gọi cho ai. Những cái ông để lại là cái chân lý, những cái ông để lại những cái con đường ông đã đi qua, ông để lại cho người đời chúng ta học những cái hạnh của ông ngày xưa, những cái đức tính tốt ông ngày xưa, để mình sống trở thành một con người nó lương thiện hơn, nó tốt hơn, nó hoàn mỹ hơn.
ông Phật nào mà thật sự ông đi gọi là ông đi chắc cái vấn đề này vấn đề kia, nếu mà ông Phật ông đi chắc thì ông đâu là ông Phật. Và có một số vị rồi lên rồi cái như là lợi dụng vào cái vấn đề rồi cái nhân cái quả, rồi biến cái nhân quả thành gì đó mà tính để mà mơ hoặc người đời. Đáng lý cô này đó, cô phải lên cô gọi là cô tháng biện là những ông, vì có những ông đó là Phật tử, khi người ta phát hiện ra một cái sự thật thì người ta còn không tin vào những ông thầy này. Mình phải nói rằng người ta không tin vào những ông thầy này, chứ không phải là người ta không tin về đạo. Người ta không tin vào những ông sàm tăng, chứ không phải người ta không tin vào cái chánh pháp của nhà Phật. Chánh pháp của nhà Phật nó mãi mãi trường tồn. Mà cái người ta không tin là không tin những người sàm tăng, những người mà gọi là cái gì đó rồi cũng mượn là cái này cái kia ra để mà dọa nạt người đời. Một lần dọa tôi nói quý vị, một đứa con nít ấy, mà quý vị mà dọa nó ba lần nó cũng ghét luôn, cái đừng nói cái câu chuyện mà Phật tử. Cứ thử coi, ra đường á mình thấy đứa con nít nào mình dọa đi, dọa lần một nó gặp mình nó còn chào, dọa lần hai nó gặp mình nó lơ lơ nó không muốn chào, gặp lần ba thì nó bó nó chạy luôn. Bây giờ cái chơi cái kiểu là bây giờ cái đổ thừa, cái đổ thừa do ông Sư Minh Tuệ. Ông Sư Tuệ ông khi nào ông giảng pháp đó, rồi mình thấy là những bài pháp ông nó sai cái gì đó, rồi mình lên phản biện. Còn đằng này quý vị, ông đi khắp thực, ông đang đi học tu, đang đi học theo cái là những cái hạnh của là Đức Phật. Bây giờ lên đổ thừa ông thì đổ thừa cái gì? Còn những người bây giờ cho rằng mình là thầy, mình là một ông sư, rồi lên nhét nhòi nhét vào đó, những cái tà kiến, nhòi nhét vào những cái dị đoan mê tín, nhòi nhét vào cái chứ là mấy trăm kiếp sau đó. Rồi bây giờ tôi hỏi rằng đó, mình có dám tin hay không? Trong tất cả bà con đang theo dõi chương trình này, có bà con biết rằng ngày mai mình ăn cái gì hay chưa? Mặc dù mình suy nghĩ về món ăn đó, nhưng chưa chắc gì ngày mai trên đường mình đi làm mình sẽ tìm ra món ăn đó. Tôi nói câu chuyện cách bây giờ đã tới là 6 giờ sáng, một khoảng thời gian rất ngắn. Đó là một trong những cái mình đang chủ động đó, mà nhiều lúc nó còn chặt lắm. Nhiều lúc mình tính là sáng mai đó mình ra mình phải quất một tô phở, đúng không? Là đấy là cái chủ động của mình chứ. Nếu mà mình thích là thật sự sáng mai là mình ra mình lên xe cái là chạy tới quán phở ngồi quất một tô liền, làm một điếu liền, rồi quất một ly cà phê liền, đúng không? Nhưng mà thật sự quý vị, những cái mà thật sự đấy là những cái mình đang mong, còn nó thực tế là nó khác. Nhiều lúc ngày mai ra xe bắt đầu là nó xì lốp, đề máy không nổ, đúng không? Rồi trên đường đi là cái như là nhiều lúc là cái như nó gặp mưa, rồi cái như là áp tắc giao thông, rồi phải nhịn ăn rồi mang tới công ty thôi. Nhiều lúc là thật sự mình muốn ăn tô phở nhưng mà cái bây giờ nó kẹt xe thâu coi cái chị bánh mì nào đó. Đó, chị bán rồi ngửa tay ra cửa xe thôi, cho tôi ổ mì rồi bỏ xe rồi chạy tới cơ quan làm. Cho những cái mà thật sự có gì trong vòng một khoảng thời gian ngắn đó, tôi hỏi rằng đó, đã có ai mà cái như là 100% theo cái ước nguyện của mình hay chưa? Mà mình để cho cái tương lai của mình, để cho những cái mà cái như là cái số phận của mình phụ thuộc vào những lời của một số ông sư đó, mà để ông gọi là ông lùa gà, đúng không? Những cái mà trước mắt nhiều lúc thật sự mình mong một đường nó ra một nẻo, mà mấy ông sư thật sự ông cũng như mình thôi, chẳng qua ông có thời gian rảnh hơn mình, ông được tiếp cận với giáo lý của nhà Phật. Mà thật sự có một số người họ cũng là ích kỷ, người ta đâu có chia sẻ. Rồi gọi là mấy trăm kiếp sau đó, rồi hai ba chục kiếp sau đó là mình cứ thế mà nghe theo là cái thật sự của chị. Đừng bao giờ mà bắt chim bay nha quý vị, bắt là bắt chim đậu. Chim đậu mà nhiều lúc bắt còn chặt lắm, đừng nói bắt chim bay. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì tôi cũng xin phép tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả quý vị cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong